Người làm trong viện bắt đầu thấy khó chịu, họ cho rằng là do ông đã phá rối bọn họ. Ông cho rằng chơi như thế rất vui sao? Vì để các ông bà lão khác nghe lời, các người trong viện bắt đầu gây khó dễ với Paul. Ông bị thương nên muốn đến phòng y tế để lấy thuốc, nhưng cô ta một lời không nói liền ngay lập tức đuổi ông ra ngoài. Con gái đến thăm bố mẹ, y tá trong viện còn nói tinh thần bố cô có vấn đề. Paul không nhịn nổi sự đối đãi như này nữa liền thu dọn đồ đạc và đưa theo vợ đi. Từ đó hai người chỉ còn cách ra công viên để luyện tập. Những người thanh niên xung quanh đó đều đến cổ vũ cho ông. Nhưng ông không chú ý rằng người vợ ngồi bên này đang dùng đôi bàn tay run rẩy để bấm giờ. Đợi ông chạy xong quay lại thì phát hiện không thấy vợ đâu nữa, mà phía trước có một chiếc xe cứu trợ đang rời đi. Bất luận ông có tăng tốc chạy thế nào nhưng cũng không thể theo kịp chiếc xe đó. Đến lúc ông chạy đến bệnh viện thì liền nghe được một tin dữ. Vợ ông trong người có một khối u, thời gian còn lại không nhiều nữa. Sau khi nghe được tin này, ông ngày nào cũng ở bên chăm sóc vợ và không nhắc đến chuyện chạy bộ nữa. Bà nhìn thấy ông vì mình mà bỏ đi giấc mơ khiến bà không đành lòng. Cuối cùng bà nói ra hết những lời trong lòng. Ông nhất định phải chạy tiếp, đồng ý với tôi được không? Nhất định phải kiên trì tiếp, nếu không ông sẽ trở thành trò cười của mọi người. Ôm lấy cơ thể yếu ớt của vợ, ông hiểu rằng đây không chỉ là giấc mơ của mình nữa mà đi cũng là nguyện vọng của cùng của bà. Một sớm tinh mơ, ông như thường lệ đến bên giường của bà và kể cho bà nghe những câu chuyện cười nhạt. Nhưng giờ bà không thể nghe được nữa, bà đã vĩnh viễn chôn vùi nụ cười đó trong ký ức của ông. Trong tang lễ của bà, ông mang đến cho bà một cành hoa hồng. Trước khi mất, bà đã dặn dò ông rằng nhất định không được bỏ cuộc. Ông quyết định mang theo ước mơ của hai người tiến đến cuộc thi chạy. Ông lão đã 80 tuổi nhưng vẫn tham gia thi chạy marathon toàn quốc. Xung quanh đều là các tuyển thủ trẻ. Có cậu chạy đến 10 km đã mệt và đau đến mức sắp không chịu nổi nữa. Nhưng khi cậu nhìn sang thấy ông lão chạy phía trước thì đột nhiên lại lấy lại được tinh thần và chạy lên cổ vũ ông. Lợi hại, ông thật đỉnh đó. Ông rất nhanh đã được quay trên màn hình trực tiếp. Con gái nhìn thấy, các ông bà lão trong viện dưỡng lão cũng đã nhìn thấy. Bọn họ nhanh chóng kéo đến sân vận động để cổ vũ cho ông. Đến cả cậu thanh niên lúc trước từng thi đấu với ông cũng đã chạy đến bên đường tiếp nước. Cố lên, vẫn còn một nửa chặng đường nữa. Các thanh niên xung quanh ông đã bắt đầu bỏ cuộc rất nhiều. Bọn họ đều vô cùng bái phục sự kiên trì của ông mà ở sau cổ vũ. Nhưng lúc này chân ông đột nhiên bị tê nên chỉ còn cách đứng lại nghỉ. Mà cùng lúc đã có người về nhất nên cuộc thi cũng kết thúc. Trên đường chạy người ngày một ít, dần dần chỉ còn mỗi bóng dáng của ông. Ông bà trong viện dưỡng lão từ kỳ vọng bắt đầu trở nên chán nản. Bên này ông vẫn tiếp tục chạy, ông khó khăn bước về phía trước. Cách vạch đích không tới 100m nữa nhưng ông đã mệt đã nỗi co rúm mặt lại, hai chân như muốn rụng rời. Cách vạch đích vài bước cuối, trong đầu ông bắt đầu hiện lên những khung cảnh lúc trước. Đừng rời xa, tôi không nỡ rời xa bà. Tôi vẫn luôn ở đây, Paul. Cả hội trường đều vỗ tay vì ông. Dưới sự tán dương của vạn người, ông đã hoàn thành đường chạy dài 42 km. Đây xem như là một cảnh hiếm gặp trong một cuộc thi. Người con gái khuyên ông bỏ cuộc chưa từng nhìn thấy lúc ông còn trẻ. Và còn cả ông lão từng xảy ra tranh chấp với ông đều đang vỗ tay cổ vũ cho ông. Một năm sau, ông nhận được sự thấu hiểu của gia đình nên thỉnh thoảng ông sẽ đến thăm con gái và đứa cháu ngoại mới ra đời. Ôm cháu trên tay, ông lôi ra một chiếc đồng hồ bấm giờ và nói với cháu rằng đây chính là quà bà ngoại tặng. Sau đó ông cũng quay lại viện dưỡng lão. Nơi này đã không giống lúc trước, lúc nào cũng âm u khó chịu, mà giờ đây không khí ấm áp vây quanh khắp nơi. Bởi vì sự kiên trì của ông đã làm cảm động tất cả mọi người trong viện dưỡng lão, kể cả những nhân viên y tá khó tính ngày nào. Bọn họ đã phá bỏ những truyền thống lạc hậu của viện dưỡng lão. Nơi này đã không còn sự gò bó bí bách nào nữa. Mọi người có thể tự do nhảy múa đàn hát. Trong quá trình ông Paul theo đuổi giấc mơ, mọi người đều không chú ý đến rằng nó đã thay đổi cả những người xung quanh, khiến họ trở nên tích cực. Chỉ cần tim không già thì lúc nào theo đuổi giấc mơ đều không tính là muộn. Cuộc sống giống như chạy marathon, khi chạy những bước đầu tiên bạn đều cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Bạn cho rằng không có gì có thể làm khó được, nhưng ngay sau đó bạn sẽ cảm thấy đau khổ, sức lực sẽ từng chút bị rút cạn khiến bạn cảm thấy không thể kiên trì được nữa. Nhưng chỉ cần bạn tiếp tục chạy cho đến khi kiệt sức. Bởi vì thắng lợi ở ngay phía trước, chuyện duy nhất cần làm đó là kiên trì.